gì này xin là cho diện phần gì qua nhận đi, coi chừng xe. Rồi chị qua nhận đi. Chị đợi từ từ đi, con gửi cho cái gì này xong đi. Mấy gì ở xóm thấy rồi xin. Dạ. Rồi rồi thì để gì này lấy xong đi gì, tại bệnh dịch mà. Thôi gì mượn ai rinh giùm mấy gì ơi. Gửi diện phần gì qua nhận đi gì. Dạ. Dạ gì thông cảm nghe, tại bệnh dịch. Dạ rồi. Rồi. Mượn ai ôm giùm đi gì. Chú bà vô chỗ ấp Bình Quầy 1 của xã Đại Hòa Lộc rồi ghé thăm dì Bãi. Con gửi cho dì Bãi một phần gạo 10kg với hai chai nước tương. Phần đó là của chị Mạnh Thường Quân ở bên nước Mỹ, giấu tên nghe gì. Rồi một phần tiền là 400 ngàn của con của ông hai, hiện giờ đang sống ở Mỹ mà quê ở Bình Thới 2, xã Bình Thới, huyện Bình Đại của mình. Rồi con gửi tặng. Lý do dịch là gì cũng thông cảm nghe, không có đem vô được. Dạ rồi dì nhận vô con ấy. Dạ. Rồi dì nhận vô con ấy. Dạ. Lấy tiền nghe để bay nha bà. Rồi. Ở cho cái anh này anh bị bệnh rồi, có bà mẹ già nữa. Ghé gửi cho anh. Rồi lại đi. Rồi gửi cho anh 10 ký gạo với hai chai nước tương với 400 ngàn tiền nha. Rồi lấy vô mẹ mi. Rinh vô được không? Rồi được rồi, rinh vô đây em đi nha. Rồi lấy từ từ vô. Ba đang đi vô ấp Bình Quầy 1 của xã Đại Hòa Lộc thì gặp cái gì đi xe đạp này, bác xin thì gửi cho bà gì này một phần. Rồi chú xe ra, rồi gì lấy đi. Chú ba vô đây là ấp Bình Quầy 2 của xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì ghé gửi cho hai mẹ con cái bà dì đây. Chú ba. Tại bệnh dịch không có đem vô được. Dì đứng ở đi, bệnh dịch đứng ở đây chú ba. Dì không có nghe. Tại bệnh dịch không có đem vô được, dì thông cảm. Rồi dì ra lấy đi. Ra lấy đi. Nói gì không có nghe. Rồi anh lấy tiền đưa cho dì đi anh. Dì không có nghe. Lấy tiền. Rồi 400 ngàn tiền với hai chai nước tương với 10 ký gạo. Rồi anh rinh vô đi. Anh đem vô đi. Anh này thì anh bị bệnh thần kinh thì vợ anh bỏ. Thì hai mẹ con sống ở đây, bà dì này thì hàng ngày cạo hạt điều. Rồi. Rồi con đi rồi dì ơi. Vũ với chú ba vô nhà ông chú bán vé số, một chân bán vé số với bà thím mà anh ai đi nằm bệnh viện rồi. Thì có người con ở nhà. Mà anh này anh bị bệnh vậy, gọi bệnh gì vậy? Bị ảnh hưởng chất độc da cam. Rồi anh có 400 ngàn đó, lấy cất ngang ngang. Với hai chai nước tương với là 10 ký gạo. Rồi đem vô đi ngang. Rồi được rồi, cứ đem vô bình thường đi. Rồi đem vô đi. Ừ. Rồi đem vô đi. Đem vô đi rồi cất tiền nghe. Chị ôm giùm đi, chị ôm giùm anh đó đi. Rồi hai ông bà đi bệnh viện hết trơn hả? Dạ dạ rồi. Rồi thông cảm ơi, tại bệnh dịch.
Không không gì, cứ ở trong đó đi, không có vô đâu. Dạ, gửi cho chị phần gạo 10 kg với hai chai nước tương cái gì. Dạ. Tại bệnh dịch rồi không có vô được. Dạ dạ. Dạ. Rồi chị mở cửa nhận vô một con đi. Dạ. Rồi gửi cho bà dì này một phần có xin. Cái chị bán ăn lại đây nhận đi. Rồi dì lấy đi dì. Dì đi bán năng hả? Nhổ năng bán năng hả? Dạ. Dạ. Rồi bà dì kia xin phần nữa cho luôn rồi chú ba. Rồi dì ở đi, dì ở đi. Dạ được rồi dì. Tại chú ba lấy, tại bệnh dịch rồi phải đứng có khoảng cách. Rồi gì nhận giùm con cái gì? Cái anh đó cho rồi gì ơi. Anh đó lần nào vô cũng bợ cho ảnh hết trơn á. Dạ. Dạ rồi thôi đi vậy. Dạ. Vũ chú ba vô đây là ấp Bình Quề 2 xã Đại Hòa Lộc. Huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre thì vô đây có ông anh ổng bị bệnh mà ổng sống có một mình ở đây à. Mà sao giờ vô rồi kêu không có nhà mà thấy có đốt cỏ ở đó à, thấy có khói lên chỗ đó đang đốt cỏ à. Rồi giờ để đại cho ổng phần đi, tội nghiệp ổng sống đây có một mình. Không có luôn hả chú ba? Không có luôn, tưởng là ổng ngủ luôn. Đóng cửa lại gì? Đóng cửa lại cho ổng ơi. Rồi không có ổng ở nhà, không có gửi tiền cho ổng, gửi gạo cho ổng thôi. Bị bệnh gan hay bệnh gì, cái bụng bự chảng. Không ở đây chắc đất nhờ của người ta quá gì đâu mà quá trời cỏ cây luôn. Vũ chú ba trở ra. Vũ với chú ba vô tới nhà của bé Quý là bị tai nạn giao thông. À chú ba, để chỗ nào đi, không có. Để đây đi. Đây là nhà của bé Quý rồi bị tai nạn giao thông mà. Rồi Quý hôm nay khỏe chưa thím? Đi tới lui được chưa? Rồi thím đứng ở đây, tại giữ khoảng cách một con, tại con đi tiếp xúc nhiều người đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ cũng ổn rồi phải không? Dạ, giờ ổn. Nó đông tới luôn được. Dạ. Đâu đâu? À. Rồi thôi, thím nhận giùm đi. Tại vì bệnh dịch thím thông cảm nha, đem vô giùm nha. Còn bà cụ ở nhà tình thương này có nhà không? Rồi. Đây bà dị đây là ở nhà tình thương mà sống có mình đây. Rồi chú để mất thềm đi. Quay
Con gửi cho dì một phần gạo 10 kg với hai chai nước tương nha. Cảm ơn cậu. Dạ, dì đem vô giùm, tại vì bệnh dịch con không có tiếp xúc được, dì thông cảm nha. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ rồi. Dạ. Vũ chú ba vô đây là ấp Bình Quề 2 của xã Đại Hòa Lộc, ghé thăm ông chú này là bị bệnh tai biến. Dạ dạ. Anh thông cảm nha, tại bệnh dịch, anh đứng ở đi, anh đứng ở đi. Rồi anh, em gửi anh là 10 kg gạo với hai chai nước tương là của chị Mạnh Thùng Quân ở bên nước Mỹ gửi tặng, với một phần tiền là 400.000 của con của ông hai ở bên nước Mỹ á, mà quê ở ấp Bình Thới 2, xã Bình Thới, huyện Bình Đại của mình á, gửi tặng cho ông chú. Rồi anh lấy vô giùm đi, tại thông cảm nha. Rồi tại bệnh dịch. Rồi rồi. Vũ chú ba vô đây cũng ấp Bình Quề 2 của xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, thì ghé gửi cho ông chú ở đây. Rồi ông gửi chú phần gạo á chú, tại bệnh dịch chú thông cảm ha. Chú la ấy qua được không, lấy về được không? Được. Dạ được rồi, chú qua nhận coi. Rồi qua lấy con chú. Cảm ơn nha. Rồi con gửi chú 10 kg gạo với hai chai nước tương nha. Rồi cảm ơn. Chúc dạ. Lộ mình ăn, ha. Dạ, phần quà này của người chị ở bên nước Mỹ gửi tặng ha. Rồi rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Vũ chú ba ghé vô đây thì có 3 hộ. Gửi cho 3 hộ này luôn. Đây là bà dì bà bị bệnh nè. Rồi dì thông cảm tại vì bệnh dịch. Bệnh dịch không có tiếp xúc được, để ra đi rồi. Là thông cảm tại bệnh dịch. Rồi. Rồi vậy cưng ơi, bước ra nhận giùm đi. Rồi đến vô giùm rồi. Rồi. Rồi vô. Em vô đi. Rồi nhà. Rồi vô nhận đi. Rồi để chú ba ra rồi đợi. Rồi đem vô con. Rồi. Rồi gì của phần của gì đem vô đi. Rồi. Rồi không đi cái gì. Rồi rồi, cảm ơn chú ba với chú. Dạ rồi. Vũ Vũ với chú ba vô đây là nhà của chú Mười. Hai ông bà bị mù hết nè. Thì chú Mười không có nhà, có thím ở đây thì gửi cho thím luôn. Chú Mười nay chú Mười không có nhà hả? Dạ. Dạ. Thì con gửi cho thím Mười 10 kg gạo với hai chai nước tương. Cảm ơn. Dạ, phần quà này là của chị Mạnh Thùng Quân ở bên nước Mỹ gửi tặng. Cho em gửi lời cảm ơn. Dạ rồi, anh chúc thím nhờ ai đem vô giùm nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi đứng xuống quần áo. Rồi. Thì con để đây con thím. Dạ. Vũ chú ba vô đây là ấp Bình Quề 2 của xã Đại Hòa Lộc. Thì trong đây có bà dì sống mình bên
Ủa căn nhà bên kia hả, nhà này chú ba? À nhà bên kia. À hôm rồi vô một lần đó mà. À, để gần gần chút xíu thôi. Đó bên chỗ đó khác gạch đó. Rồi. Rồi dì ngồi đó đi, dì ngồi đó được rồi, dì ngồi đó đi, dì ngồi đi. Con gửi tặng cho dì một phần quà 10kg gạo với hai chai nước tương. Phần quà này của chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi tặng anh dì. Rồi dì lấy vô con nha. Dạ ôm vô đi. Dạ dì đem vô nhà đi con, tặng dì đem vô nhà. Khỏi cần phải ôm, đem vô nhà đi. Nổi không? Rồi đem vô đi. Dạ rồi. Rồi con đi nghe, dẹp đi. Dì không nghe. Rồi. Đem vô cái gì? Đã phát xong 40 triệu phần tiền nha các bạn, và 200 phần gạo nha các bạn. Rồi giờ thôi Vũ cũng xin phép kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Thì Vũ với chú ba vô phát phần quà này cũng là hết 200 phần quà. Xong rồi ha, hết 200 phần quà rồi chú ba ơi. Rồi tôi cũng xin thay mặt bà con có cái hoàn cảnh khó khăn cầu chúc cho anh em Mạnh Thường Quân sức khỏe dồi dào. Rồi xin hết. Rồi. Thì Vũ cũng thay mặt bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại. Cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở bên nước Mỹ đã gửi tặng 2 tấn gạo và 400 chai nước tương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại. Chú ba tắt máy một con. Thay mặt bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại cảm ơn rất là nhiều. Thì Vũ cũng thay mặt cho bà con ở Bình Đại có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại là cảm ơn gia đình của ông Hai và các anh chị con của ông Hai đã gửi số tiền là 40 triệu để về để phát cho bà con. Thì Vũ xin cảm ơn.